đấy chúng ta không thể mổ vào giữa được, chúng ta phải đi lại một cái sơ lược đúng không? Các bạn vẽ lại cho cô cái outline đấy, sau đó thì chúng ta mới đang nói chúng ta đứng ở đâu, thì nó có mối liên hệ với lại các phần trước như thế nào. Các bước ạ, các nội dung chính của một cái bản kế hoạch kinh doanh mà các bạn đã được tiếp cận qua bất cứ nguồn thông tin nào hay là cũng làm một bản kế hoạch kinh doanh có cần phải có các cái mục giống như xì nhau với các cái bản không ạ? Không, cái đây chỉ là tham khảo thôi đúng không? Nó chỉ là tham khảo thôi. Về dự án thì các bạn mà có thể là bạn focus vào cái nào hơn? Thì đây là một dạng báo cáo. Như vậy đây là Intersect.
xem mình cần biết rồi đúng không? Đó là mình cần báo cáo. Ngoài ra làm cần báo cáo gì nữa? Có cần cái đề xuất ở đây không? Bảng báo cáo kết quả kinh doanh về cơ bản sẽ không cần thiết lắm lúc em làm dự án đâu. Nó sẽ cần cái gì em? Cái chuyện tiền tệ thì cũng quan trọng nhưng mà không phải là quá quan trọng cho dự án. Nếu như bạn có tổng vốn đầu tư ban đầu đây là 50, còn kết quả này là bao nhiêu của năm của mấy năm em? Năm của mấy năm? Các bạn làm trong một năm thì nó không hợp với dự án. Dự án thì các bạn thấy nó phải có một cái vòng đời nó khoảng từ 1 đến mấy năm. Thì các bạn bình thường năm nào kết quả được lãi trong một năm đúng không? Hoặc là bạn cũng thấy là bình quân đúng không? Như vậy khi mà làm dự án nhé, các bạn nhớ là con là 51 đến 5 N. Mỗi một năm bạn phân tích hoàn toàn độc lập. Nó có doanh thu của từng năm là bao nhiêu, chi phí của từng năm là bao nhiêu, bạn làm công tác bảng tính tiền nhé. Như vậy cái bảng thứ 3 là một cái bảng các bạn nào suy ra là cái gì không anh? Chưa đến được số lợi nhuận đâu. Em bỏ ra bằng cái tiền, làm sao em biết được là dự án có nên đầu tư hay không? Bạn mới liệt kê kết quả đầu lãi chính là lợi nhuận mang lại cho chủ sở hữu. Vậy làm sao bạn biết được là có nên đầu tư hay không? Bạn nhìn thấy chưa? Vấn đề sẽ là gì? Để trong bốn thành đấy ạ, bốn thành rồi hiệu quả, bảng tính hiệu quả chính là tính NPV. Những công cụ này chắc chắn là các bạn yêu cầu bạn làm thì cũng không yêu không cần phải yêu cầu, nhưng nó là một công cụ để giúp cho các bạn trình bày lý tưởng kinh doanh về mặt dự án. Cái phần nào là tài sản cố định em đưa vào bao nhiêu?
không chịu đâu. Cố định có nghĩa là không liên quan đến sản lượng mà em sản
đúng không? Còn biến đổi thì các bạn, ví dụ như là cái sản xuất, tức là chúng ta làm đồ ăn, hàng ăn, thì chi biến đổi là gì nữa không? Nguyên vật liệu, tức là thức ăn, mua thức ăn ban đầu đúng không? Là chi phí biến đổi. Cái gì nữa là biến đổi? Nhiên liệu, chúng ta cũng đổ vào làm hay nhiều ít thì chi phí đúng không? Nhiên liệu, nguyên liệu, gì nữa? Điện nước có biến đổi không? Có, tức là điện chiếu sáng có thể là không, nhưng mà điện ở đây nó có thể là sau cái tải những cái vận hành những thiết bị bếp và sử dụng nhiều cho tốn điện đúng không nào, và cả gì nữa, nước cũng sẽ tốn nữa thì các bạn cung cấp rất là nhiều dịch vụ đúng không, điện nước có chi phí gì nữa không em, lương của ai là biến đổi nhà hàng đấy, có lương của nhà hàng của bạn, vấn đề là bạn có quyết định để nó biến đổi không hay là bạn trả lương cố định chia thành cái đội của lương nhân viên. Các bạn có chia được không? Ví dụ nhá, lương của bất cứ nhân viên nào bạn đều ra một cái bảng cố định. Một người đầu bếp chính là 5 triệu, một người phụ các thứ khác là 2 triệu. Nhưng mà bạn sẽ thêm một cái câu nữa là như thế này, cứ tính theo doanh số thì được bao nhiêu phần trăm đấy? Trong cái người gì nhỉ? Cho nhân viên bán thì bạn trở thành chi phí biến đổi. Nhưng trong trường hợp này các bạn mới làm cái đề án này, theo các bạn có cần thiết cần chi phí biến đổi không? Không nhá, không phải các bạn nên để chi phí lương thành chi phí cố định nhá, để trở thành cố định. Thế còn chi phí khấu hao của những cái thiết bị tham gia vào cái dịch vụ của các bạn thì các bạn để là biến đổi hay cố định? Cố định. Khấu hao thì sao? Bạn đã mua được rồi, đầu tư được rồi, bạn không bắt đầu cái dự án này chắc chắn là nó vẫn phải bị gánh khấu hao, cho nên nó là cố định. Như vậy những chi phí nào biến đổi phải liệt kê hết ở đây, cố định liệt kê vào đây. Lấy cái anh mua này, chúng ta có rồi, chi phí biến đổi, chi phí cố định là tổng chi phí đúng không? Chú ý hai cái này rồi, lợi cho anh xuất thuế trong phương án của các bạn chắc là không may đúng không? Có may em, có thể xuất may và có mất lãi. Về cơ bản nó sẽ không may, như vậy chi phí biến đổi, chi phí cố định được lợi nhuận là như thế này không? Các bạn không có lãi nữa, có phải đóng thuế cho hai em hay là trường gì đó về phương án hay không? Hay là chúng ta đang về mặt các phương án của các bạn nó đang dừng ở cái mức độ sẵn đến như thế nào, chúng ta sẽ làm như thế. Cái đề án ý tưởng chúng ta của bạn là tăng vui hay là làm tăng thêm như thế nào? Cho nên là nếu các bạn ý tưởng được thì các bạn cũng có cái gia đình thì bằng lãi, nhưng mà làm sao khấu hao nó không phải tiền đi ra khỏi doanh nghiệp, con tưởng tượng không?
phí khác thì làm sao? Tôi trả thẳng cho nhà cung cấp đúng không? Nếu có đi vay ngân hàng thì là lãi trả cho ngân hàng, nếu đóng thuế thì nộp cho chính phủ. Như vậy chỉ có mỗi một khoản khấu hao, nó không phải là tiền đi ra, bởi vì đã đi vào lúc này rồi mà, tưởng tượng không? Khấu hao từng năm này chính là nhận lại cái tiền này chia đều, tưởng tượng nào? Tài sản cố định này chia đều. Cho nên là nếu các bạn coi đây là khấu hao trong năm này thì tiền này lại bạn lấy cái lợi nhuận mà trừ đi nó, và lại so sánh với cái bạn bỏ ban đầu là chính nó. Các bạn hiểu được không? Cho nên là chúng ta sẽ cộng ngược lại khấu hao nhá. Các bạn lấy cái gì đây? Có cái là khấu hao của từng năm một, thì các bạn lấy cái số này 3 năm cộng với nhau và bạn so với số này. Nếu là lương công thì các bạn nói rằng là dự án này có thể đầu tư. Chúng ta ít ra về mặt lý thuyết là các bạn phải làm được cái việc đấy, làm bảng tổng hợp, làm bảng lỗ lãi và làm bảng hiệu quả. Đây là bảng hiệu quả. Sau ba cái bảng này xong rồi thì các bạn làm cho cô cái bảng phân bổ. Đến đây bạn có biết làm thế nào ra NPV không? So sánh ba cái này có cộng thẳng vào so với 25 không? Ví dụ nhá, đến cửa hàng của bạn ấy năm này được lãi là 7 triệu. À tháng này thôi, đúng là một tháng 7, 10, 10 chúng ta cộng lên 27. Có so thẳng 27 lớn hơn 25 không? Không. Không. Chúng ta sẽ làm gì? Cái 2, cái mức 7 này là sau 1 năm thứ nhất, sau 12 tháng mới nhận được. Sau với cái 4 thì là tháng đầu tiên, hoặc là năm 0. Đây là sau 1 năm mới bỏ mới nhận được. Cái 10 này cũng sau 1 năm và cái 10 này cũng sau 1 năm. Như vậy chúng ta sẽ quy đổi là 10 này năm 0 bằng bao nhiêu, 10 này năm, tức là năm 2, năm 3 bằng bao nhiêu của năm 0. Thì đấy là việc quy đổi dòng tiền. Đấy, các bạn làm thêm một việc nữa, quy đổi dòng tiền. Em có quy đổi dòng tiền sẽ lấy cái R bao nhiêu? Lãi suất trên khấu bằng bao nhiêu đúng không? Thì bây giờ các bạn là người mà lập cái dự án đầu tư này, các bạn muốn đứng trên vai trò ai là người đứng ra triển khai nó thì bạn lấy cái lãi suất của cái người mong muốn đấy. Ví dụ nếu bạn làm một cái dự án này để đề xuất với lại người đi vay cái gọi là ngân hàng nhá, để ngân hàng nó đồng ý cho bạn vay, để ngân hàng nó nhìn thấy dự án của bạn hiệu quả nhá, thì bạn lấy lãi suất chiết khấu chính là lãi suất mà bạn đi vay ngân hàng. Để bạn tính được NPV nó cao, nó với lãi suất đấy, nó lớn hơn không? Tức là dự án của bạn đủ để trả lãi. Đấy chính là cái cách thuyết phục của nếu bạn đi vay ngân hàng. Và bản thân bạn là người bạn muốn lập dự án cho chính bạn là chủ đầu tư. Bạn đang có một cái cơ hội đầu tư lãi suất sinh những 15%, 18% và so sánh với chính cái mong muốn đấy của bạn. Tức là bạn có trong tay một cái cơ hội mà nó nhìn chắc được là 18%. Và so lấy cái này luôn so với 18 thì bạn thấy thằng nào cao hơn thì bạn lấy cái thằng đó. Hiểu không nào? Do vấn đề cái người đứng ra nhận xét thôi, đứng ra lựa chọn thôi. Như vậy dự án này của các bạn thì đang thuyết phục ai? Các bạn có xác định được vấn đề nữa không? Cái dự án này của mình ấy đang thuyết phục ai để mình lấy cái lãi suất chiết khấu? Mình nên đứng ở góc độ nào? Ai là người bỏ ra tiền thì cái lợi ích của cái người đó kỳ vọng em phải đoán được để mình ra một cái lãi suất chiết khấu hấp dẫn họ, hiểu không nào? Nếu mà nhà đầu tư em biết là họ đang có những dự án đủ để làm với sinh lời là 17-15% mà em thấy với lãi suất chiết khấu là 12 bằng 11 đấy, em bảo lớn không, em bảo hiệu quả, người ta sẽ cười, người ta nói rằng là tôi chẳng cần phải quan tâm dự án này, tôi có một cái dự án khác hiển nhiên là nó sinh được cho tôi 15%, tôi sẽ không đầu tư hấp dẫn vào dự án của anh. Đấy là vấn đề nào? Còn nếu bạn là người đầu tư, bạn chẳng có cơ hội kiếm tiền nào khác ngoài cái việc gì đấy, bạn gửi vào ngân hàng lãi suất bây giờ là 11% chẳng hạn, thì bạn cứ cao hơn 12-13 là bạn cảm thấy hạnh phúc rồi, đúng không? Như vậy thì các bạn hãy ra một cái lãi suất chiết khấu không ăn đấy để cho nó đủ cao, cái NPV đủ cao mà làm sao cái lãi suất đấy nó đủ hấp dẫn với lại cái người quan tâm. Thì theo các bạn thì nên chọn lãi suất nào ở thời điểm bây giờ, theo các bạn nên lấy cái nào để làm gọi là ôn hòa nhất? Lấy lãi suất ngân hàng biên cương. Ok, các bạn nên lấy lãi suất ngân hàng, bởi vì cái thời điểm bây giờ các doanh nghiệp đều không phát triển lắm, cho nên là không có nhiều cơ hội đầu tư cho những người có tiền, nên là các bạn lấy lãi suất cho vay của ngân hàng được rồi. Chúng mình lấy lãi suất tiền gửi nhá, lấy lãi suất cho vay, bởi vì là cái dự án sinh lời không đủ để trả nợ thì nói làm gì hiệu quả nữa, đúng không? Bạn lấy lãi suất chiết khấu là lãi suất cho vay của ngân hàng tính theo phần trăm của một năm. Thế là chúng ta được bảng thứ ba. Vậy bảng thứ tư chúng ta làm thế nào? Cái thứ tư phân phối lợi nhuận, các biết cách làm chưa? Các bạn chắc các bạn cần vẽ logo cái này cho dễ nhìn đó. Chưa đâu đi đâu, còn được không nào? Bạn lấy lợi nhuận sau thuế và bạn quyết định cái dự án này, bạn sẽ chia thứ hai có lợi ích ở đấy bao nhiêu phần trăm, cộng thêm bao nhiêu. Các bạn biểu hiện bằng đồ thị cho logo thì do nó dễ nhìn và trong lúc trình bày cái slide của bạn cũng rất là dễ.
11 thì tháng từng đầu 1 năm các bạn. Cho nên là rất được. Còn các bạn đi về các bạn nói ở G thì là tài chính chắc chắn là một chút. Các bạn phải qua bây giờ chúng ta bỏ tiền ra đấy, phải hiểu rõ một là từng đầu 1 nó đang nằm ở đâu đi đâu. Vậy cô cần tài chính là chúng ta làm một vài cái bài chuyện đấy chưa? Nếu mà thỏa thuận thì chắc chắn.
tài sản sẽ mua từ em rồi. Nếu mà như thế trở thành thiết bị của các bạn và bạn đưa cái phương tiện đấy, tài sản đấy cho họ làm, họ chỉ được tính cái tiền nhân công thôi. Họ sẽ không phải làm đấy. Họ tính công thôi. Và như nếu mà như thế thì bạn sẽ lấy cái giá nhân công của họ về. Thế nguyên vật liệu thì sao? Để làm cái đấy. Nguyên nhiên liệu thì sao để làm cái đấy? Nếu mà, okay, là bạn sẽ... nếu mà tính tiền cho em thì chắc là chỉ tính cái khuôn thôi, máy móc chắc có rồi. Như vậy bạn coi như là cái chi phí chỉ là chi phí tổng hợp của thành viên sản xuất. Bạn cứ nhập cái giá đấy đi, có nghĩa là giá đấy chưa kiện công hàng khuôn. Nếu mà có lắp ráp thì có thêm chi phí tiền phí của các bạn. Được. Bạn sắp xếp đó, chỗ nào không quan trọng, nghĩa là nó là chi phí đấy. Trong lỗ lãi phải có thì sẽ không có tài sản, sẽ có tài sản. Trong bài này có lãi quay
Số tiền này
Cô kéo là thứ tư là bốn các bạn ạ. Và bốn nó là nghĩa là như nào? Bản chất là các bạn đang đi tìm tổng số tiền của đến 30 năm. Trừ đi số tiền đầu nó bằng công. Nó lớn, cái hiểu đến lớn hơn công thì năm đấy bắt đầu bằng số đúng không? Nếu bạn làm cho tất cả N năm thì có phải là bạn do tổng thu được với lại vốn bỏ ra, đấy là lãi thực sự đúng không? Em biết đấy là lãi thực sự. Nhưng chúng ta không tính cho đến năm N mà chúng ta chỉ lấy gì đấy? Quy đổi MPV vận động tất cả từ năm 1 đến năm thứ 3. Cái năm cô đoán á, cô đoán MPV y như bình thường nhưng chỉ đến năm thứ 3 thôi. Và cô cộng luôn với năm này, tức là so thẳng cái này. Nếu mà cái phép đến bằng MPV của đây đến đây chúng ta đang quy đổi ba cái này về năm công. Và cộng với cái số âm này nữa chúng ta bạn là đang trừ cho nó với nhau. Và chúng ta nhỏ hơn công, chứng tỏ là đến năm này vẫn chưa lãi đúng không? Cho nên cô lại mò đến năm thứ 4 và có thể lỗ tối hơn không? Thì cô bảo là đến năm thứ 4 bắt đầu có lãi, còn đến năm thứ 5 thì nó hiển nhiên lãi rồi. Cho nên là các bạn sẽ làm đúng như vậy nữa. Vậy để trả lời được cái phương án của các bạn năm nào có lãi là các bạn phải làm ở nhà thôi, là sẽ làm mò nhá. Cô bạn hỏi này, bạn sẽ nói đi, bạn phải có một cái giả định, bạn tính nhá và tính gì đấy nhìn qua mắt thường và thấy được như nào đấy. Năm thứ 3 là sao? Bắt đầu có lãi, bạn sẽ làm cho cô là bằng lãi suất chiết khấu như bình thường. Bạn thấy năm thứ ba bắt đầu có lãi cộng năm thứ ba cộng với lại cái gì đấy năm đầu, bạn thấy nó âm. Nếu mà năm thứ ba nó âm thì chúng ta sửa lại là sao? Thành 31 thành cái gì đấy, f thành gì đấy, f ở sửa thành g. Thì bạn thấy nó dương à, chứng tỏ từ năm thứ tư cái hiểu này nó bắt đầu lớn công rồi, chỉ báo. Cho nên là các bạn hãy chọn cẩn thận. Nếu mà các bạn bèo khác các bạn chọn vào năm thứ năm nó lớn hơn không? Chưa chắc đó là năm nào cũng, bởi vì năm thứ tư nó lớn hơn không? Cho nên chốt của nó đúng nhất bạn phải chọn cái năm trước đó là âm, sau đó là dương thì nó mới là năm bắt đầu bằng 4 thì được không nào? Còn có bạn nào nghĩ ra cách chính xác là tháng thứ mấy của năm thứ hòa cố bạn biết không? Bạn đang làm biết tháng thứ mấy của năm thứ hòa cố? Thì thấy định đến năm quả thứ tư thì sẽ lấy số tiền là còn thừa ra trừ 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 đi cái số tiền còn thiếu rồi chia cho số chia 12 số cái hai số hai thì sao các bạn làm sẵn cái bài hiểu ở nhà sẵn sàng để mình hiểu và trả lời rồi là như thế nào ở nhà. Thì đến đấy, đến đấy này cô nói lại này, sẽ không có thời gian cho các bạn trình bày toàn bộ thông tin về tài chính đâu, không có. Và thậm chí nếu các bạn có liên miên quá họ sẽ cắt ngay lập tức. Thế nên là thật là cô đạo, thật là nhanh, tổng vốn đầu tư thế này, phương án này tính doanh thu chi phí công năng thế này, tính bao nhiêu năm thì hoàn vốn, tổng vốn đầu tư này các bạn, phương án các cô lại được thế này. Thế lên chưa? Như vậy. Các bạn có những cái danh mục mà mua sắm rất là dài như thế đấy. Các bạn cái quan hàng lại, quảng cáo lại thành những cái trang lớn và đưa ra những cái bản phụ trong trường hợp cần thiết các bạn cho các bạn đó để thể hiện với lại giám khảo rằng là các bạn đã đi khảo sát rất là chi tiết nhưng các bạn vẫn cần có những cái bản tổng hợp sau để cho thấy cái ghế tầm cái mắt của bạn. Vậy còn gì nữa không? Về phần tài chính cho các bạn hay không? Có cần phải chia sẻ kinh nghiệm với các bạn hay không? Phong cách của chương trình năm nay là gì? Biết không? Hết cái vòng này là vòng nào nữa? Hết vòng này là lấy 15 ạ? 15 trong 15. À trong 15 là trình bày 15, xong rồi lấy 5, xong rồi 5 lấy 5 nữa. Vậy các bạn, chúng các bạn phải qua vòng này vào vòng 15, xong rồi vòng 15 lại vào vòng 5. Như vậy này, cô đang nghe nói cho các bạn qua cô đánh giá nhận xét đề án của tất cả các bạn nhé. Nhìn chung là đề án của các bạn hiện nay rất là rộng, cho nên là tất cả chưa được sự chứng cứ đề án nào. Vì rộng nên không khả thi. Cho nên là các bạn là chi tiết lại đi. Thế là và cái sản phẩm là nó chi tiết lại nó khả thi hơn và về hai cái quan trọng, một là thị trường, hai là tài chính. Tài chính ở đây tức là cái thị trường đấy nó có tiêu thụ phép bao nhiêu, giá bán thế nào, thì quan trọng là chi phí như thế nào, đấy là tài chính liên quan thị trường, đúng không? Cái tài chính không đứng được một mình, tài chính hoặc doanh thu nó liên quan thị trường, sức tiêu thụ của thị trường, sức chấp nhận giá của thị trường, và phải khảo sát chuyện đấy, xem là cái giá như thế có phải không? Có thể ban
chủ quan của mình. Còn không có chuyện gì đấy là ta cũng là đi lỗi thắng thôi, có khi là vẫn là của cái chuyện đó. Thật sự là